Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà sổ hồng riêng có mức giá rất là mềm. Với mức giá 3 tỷ 200 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng thiết kế một trệt hai lầu, đúc 3 tấm và một tum. Nhà có hướng đông, có đường phía trước rộng tầm 5m với hè mỗi bên là 3m nhà có diện tích ngang 4m dài 17m xây full hết đất quý vị nha nhà có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương vị trí rất là gần với các khu vực như vòng xoay An Phú ngã 6 An Phú gần với chợ Đông Đô chợ Phú Phong gần ngã tư Miếu Ông Cù quý vị có nhu cầu đi xem liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại 0983 155 009 hoặc số 0973 114 255 Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa ở ngoài là một lớp cửa quân đức phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực tầng trệt sẽ có khu vực sân đậu xe hơi rồi tới phòng khách và phòng bếp rộng rãi tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt phòng thờ và sân thượng trước sau đặc biệt có giá phân khúc 3 tỷ 200 triệu đồng là mềm nhất khu vực này quý vị nhé Quý vị đang xem được video này, nếu thấy căn nhà này hợp lý thì alo sớm cho Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Vì diện tích ngang 4, dài 17 mà xây 3 tấm và một tum như thế này thì quý vị xây tầm trên 1 tỷ quý vị nhé. Và đất ở đây thì không có giá dưới 2 tỷ. Nên quý vị xem được video này thì liên hệ sớm với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Trong đây là khu vực phòng vệ sinh ở tầng trệt. Phía cuối là khu vực lối thoát hiểm rộng 1 mét ở đây quý vị nhé đây thì có khu vực phòng vệ sinh ở tầng trệt quý vị này ở ngoài là khu vực phòng bếp rộng rãi được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh ấn chuông để nhận được những thông báo những video mới nhất mà Hồng Sơn đăng lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem quý vị đang có nhu cầu cần bán hoặc cần mua thì liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình để trao đổi trực tiếp để tiện theo dõi những video tiếp theo. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh cũng như ấn chuông là hoàn toàn miễn phí để xem được nhiều video để mình tham khảo, mua được mức giá tốt nhất. Đây là phòng ngủ phía trước, khá là rộng quý vị nha. Phòng ngủ này là rộng nhất quý vị. Phía trước có ban công ở đây quý vị nhé. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồ Sơn chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một cũng như là thành phố Thủ Đức. Đây là phòng vệ sinh ở giữa lầu trên của căn nhà, nội thất từ bồn cầu chậu rửa, vòi tắm đứng cũng như là bồn tắm nằm đầy đủ hết. Phía sau đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Nhà này mỗi một lầu sẽ có một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ hai bên đây là phòng ngủ thứ hai quý vị nha có cửa sổ phía sau luôn quý vị một căn nhà ngang 4 dài 17 hướng đông ghé Đông Nam một xíu và có giá 3 tỷ hai trăm triệu đồng vẫn còn bớt Hồng Sơn đăng video nhà thật giá thật quý vị xem được video này nếu thấy uh, hợp lý thì alo cho Hồng Sơn để đi xem trực tiếp lên tới khu vực lầu trên đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ, máy lạnh cũng như là cáp nét đầy đủ hết rồi. Mình sang tiếp khu vực phòng ngủ tiếp theo và đây là phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà. Mỗi một lầu sẽ có một phòng vệ sinh và kế bên là khu vực phòng ngủ thứ tư quý vị nha. Đây là khu vực phòng ngủ thứ tư này một căn nhà giá 3 tỷ hai trăm triệu đồng quý vị à, mua ở cũng được mua cho thuê cũng được mua đầu tư cũng được vì giá này chủ nhà đã bán lỗ rồi anh chị nào mà bên à, từng xây dựng nhà hoặc là từng mua đất cất nhà thì một căn nhà một trệt hai lầu đúc ba tấm và một tôm như thế này với diện tích ngang 4 dài 17 thì xây dựng hết bao nhiêu thì quý vị hãy để lại phần bình luận comment để cho mọi người cùng xem nhé và đất ở khu vực này thì quý vị có thể tìm kiếm ở trên các trang mạng xã hội thì khu vực này dạng đất 4 x 17 như thế này không có giá dưới 2 tỷ quý vị nhé quý vị mà xem được video này nếu thấy hợp lý thì alo cho Hồng Sơn để đi xem trực tiếp đây là khu vực sân thượng sau này sân thượng sau đấy quý vị nhé trên đây là tôm đấy quý vị nhà đúc bê tông cốt thép hết không có lợp tôn quý vị nhé và phía trước đây là sân thượng rộng rãi của căn nhà một căn nhà số ông riêng phun thú cư và xây phun hết đất một trệt hai lầu đúc ba tấm quý vị video của Hồng Sơn đến đây kết thúc cảm ơn quý vị đã theo dõi video chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng